Trung xin chào tất cả anh em nha. Trung làm cái video để thuyết minh chi tiết cái con súc lật thằng Jobson. Con này là Jobson Toyota nhé nè, Toyota SDK6 nha. Trọng lượng nó 2 tấn mốt mấy chục ký đấy. Con này thì cái xác của nó là cũng trung bình, cũng thuộc cái dòng xe súc lật mini mà kích thước trung bình hoặc là hơi lớn một tí nha. SDK này có cái con lớn hơn nữa là nó sử dụng cái con SDK7, SDK8. Con 6 này, 7, 6, 7, 8 gì nó cũng sử dụng máy Toyota 2G 40 ngựa hết nhé nè. Con này là sử dụng động cơ 40 mã lực Toyota 2G nhé. Bánh 16, bánh lớp là 12-16.5 nhé. Giống mấy cái bánh của mấy con xe cuốc 55 này. Con này nó bị thu cái gào lại rồi. Nó bị thu cái gào lại nhỏ hơn cái thước xe nhé. Đúng zin nguyên bản của nó đi gào đến 0.5-0.6 mét khối. Thì nó rộng hơn xe nhiều. Hiện tại nó đang thu gào lại là còn 0.3 thôi. Nhỏ hơn xe. Trung báo một vài kích thước cơ bản. Ví dụ như chiều cao này. Từ mặt đất lên trên mui này. Mét 65 nha. Từ cái mặt bánh phía trước này. Không tính gào nha. Tính từ mặt bánh phía trước này. Đến hết cái cản sau là 2 mét nha. Ngang giữa hai bánh. Này là mét 45 nha. Cực kỳ dễ lái luôn. Trung là mới lái lần đầu lên này. Cũng có thể điều khiển được. Máy móc ok nhé. Chân điều khiển đây, hai cái chân này. Chân trái thì nâng hạ đây, chân phải là ngã gào đây. Hai tay là chân trái chân phải nhé. Khá là dễ điều khiển luôn. Hình thức sơn phết bánh gai còn tương đối nhé. Hệ thống thủy lực mạnh mẽ. Chạy thủy lực con này nó cũng khá là lanh nhé này. Động cơ đây Toyota 2G nhé. Máy không có hơi thừa nhé này. Máy ngon lành luôn nhé. Toyota 2G. Máy quen thuộc. Đi một cặp Acqui Denco này. Acqui ngon lành hết. Nói chung con này về chỉ việc đổ dầu là dùng thôi. Sáng giờ quằng mấy cái lỗ dưới ao, dưới ruộng thành ao luôn rồi. Hôm trước thử cái con 03 đào mấy cái hố cho sâu. Xong bây giờ xe nó xuống không đi nổi luôn. Lúc trước cái con SH65 này, Trung thử ở chỗ này này. Đào hầm, đào hố các kiểu. Này xuống xe, không dám xuống luôn. Đây, số lớp đây nhé nè. 12-16.5 nha. Thể lực rất là khỏe luôn. Anh em tập lái quen vài hôm là có thể chạy được thôi. SDK thì con 6, con 7, con 6, con 7, con 8 gì đều sử dụng chung, đều sử dụng chung một cái động cơ 2G hết nha em. Nó cũng có một số đại trừ khác thì nó sử dụng động cơ khác, nhưng mà Trung nói là SDK 6 đời 1 rồi này. Thì 6, 7, 8 đều sử dụng con 2G hết. Cái con 6 thì nó sức năng của nó tầm khoảng 500 kg, còn 7, 8 thì nó thấy nó hơn một tí. 1, 7, 8 thì mỗi một con thì qua mỗi một cái con đời trừ thì nó thêm được 100 kg nhá. Con này là xúc ổn nhất là anh em cứ để gào 03 xúc, còn nếu mà vét nền thì anh em nới gào ra nhá. Cái việc cái làm cái gào này thì nó không khó, sắt thép cơ khí thôi. Anh em nới gào rộng ra khỏi thân xe để vét sàn, vét nền gì đấy. Chiều cao nâng và hạ thì cũng khá là cao nhá. Để chung lên thử này. Khóa đề nằm ở đây nha. Chân trái nè. Đèn pha nó đang sáng luôn. Có đèn đốm đầy đủ nha. 1m65, 1m65 là đến cái mui này thì nó còn cao hơn. Gào nó lên khoảng thêm được 1 mét nữa nhé. Cao khoảng 2m65 này. Anh em cân nhắc. Nếu mà bỏ xe ben, đổ xe ben các kiểu thì cứ dưới tầm gào là bỏ được nha. Dưới cái tầm 2m6 là bỏ được nha.
máy móc thì cực kỳ dễ chạy luôn. Máy nổ ngon lành nhé nè. Chân xuống ngửa gào, chân phải này, chân phải ngửa gào. Tắt máy ở đây nha. Đèn ở đây này, ga ở đây này, tuy vọng các thứ ngon lành hết nhá. Đây này, rồi. Cái món này thì cực kỳ dễ sử dụng, anh em tập giật một buổi là có thể chạy ngon lành thôi. Rồi, chung kết thúc video, anh em có ngay việc thì liên hệ nhá.